Một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đã nhận được nhiều lời chúc vì đã có quốc tịch Mỹ. Trong khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố cột điện ở Mỹ cũng muốn về Việt Nam, thì ngày 24 tháng 6 năm 2020, tờ báo Thanh Niên loan tin ca sĩ Thanh Thảo đã bày tỏ niềm hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc mừng vì cô đã chính thức được công nhận là công dân Hoa Kỳ sau 4 năm định cư ở Mỹ. Tại Việt Nam, thì ca sĩ Thanh Thảo là một trong những ca sĩ nổi tiếng suốt nhiều năm qua và cô có cuộc sống kinh tế được xem là khá giả hơn hàng chục triệu người dân Việt Nam. Nhưng vừa qua, thì cô đã bày tỏ sự vui mừng vì cuối cùng đã cầm được tấm bằng quốc tịch Hoa Kỳ. Thanh Thảo viết rằng việc có được quốc tịch Hoa Kỳ là mong ước cuối cùng dành cho gia đình và đã thành hiện thực. Cách tuyên thệ trong nhận quốc tịch là một điều đáng nhớ trong suốt cuộc đời của cô, vì cô phải tuyên thệ trong xe do đại dịch COVID-19. Việc sống tại Hoa Kỳ sẽ giúp cho con cái của cô sẽ được học ở những ngôi trường Hoa Kỳ như là mong muốn. Những chia sẻ của Thanh Thảo đã nhận được rất nhiều sự chúc mừng của bạn bè trên Facebook. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã nhận được 5.000 lượt thích và 800 bình luận chúc mừng. Trong đó thì có nhiều đồng nghiệp là ca sĩ cùng người hâm mộ. Thực tế này thì hoàn toàn trái ngược với lời phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, là cột điện ở Mỹ cùng muốn về Việt Nam, hay là câu cuộc sống ở Việt Nam hôm nay là niềm mơ ước của rất nhiều nước trên thế giới của ông Vũ Đức Đam, là Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam.